À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ về bất động sản, về cách phân biệt sổ hồng thật và sổ hồng giả. Cái sổ việc phân biệt việc sổ hồng là mình là có rất quan trọng so với việc mình đi mua một cái bất động sản. Cho nên chúng ta cần phải kiểm tra rất là kỹ và cho nên để cách để phân biệt sổ hồng giả và sổ hồng thật thì việc các đối tượng mà xấu làm giả sổ hồng trong quá trình giao dịch mua bán nhà đất không phải là hiếm. Tôi xin chia sẻ cách phân biệt sổ hồng thật và sổ hồng giả giúp các bạn nhận biết sổ hồng thật nhằm đảm bảo an toàn cho trong quá trình mua bán. Thứ nhất là sử dụng kính lúp để phân biệt sổ hồng thật. Sử dụng kính lúp cho việc nhận biết giấy chứng nhận sử quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất. Đối với những giấy chứng nhận làm giả, các họa tiết, hoa văn không được tổ hợp bởi những chấm mực màu hồng đây, những hoa văn này, những hoa văn mà không những cái chấm hồng này không có được tổ hợp màu hồng. Đối với những giấy chứng nhận thật thì những họa tiết hoa văn được tổ hợp các chấm hồng rất đều và đẹp. Đây, những cái chấm hồng này là những rất là đều và rất là đẹp. Còn đây là những cái chấm hồng nhìn không có đều và rất là mờ. Và đây là tạo những cái thành những cái ô vuông rất là nhỏ, các bạn có thể nhìn kỹ. Đó, như tạo như thấy những cái ô vuông rất là nhỏ, những cái chấm vuông và đều thẳng hàng lẫn nhau. Nhìn kỹ vào là thấy được. Đó. Thì mình dùng kính lúp để mình soi thì mình sẽ nhìn thấy rõ hơn. Những cái hoa văn họa tiết rất là sắc nét, rất là rõ nét. Còn những cái sổ giả thì nó là mờ và hình ảnh khi zoom lên thì nó không không có những cái chấm và không thẳng hàng, và nó là nhìn kỹ thì các bạn sẽ cái sổ giả thì nó có cái màu mực không sắc và nó nhòe. Còn cái sổ hồng thật thì nó có màu mực rất sắc và màu những hạt mực cùng trên một cái đường thẳng và có những cái ô vuông. Đó là cái mà dùng kính lúp để mà ta soi một cách thứ nhất. Tiếp đến cách thứ hai mà để mình theo dõi về cách phân biệt sổ hồng giả hay là sổ hồng thật thì chúng ta dùng đèn pin hoặc là nguồn sáng từ các khác để kiểm tra sổ hồng. Chiếu một cái là xuyên góc, dùng có thể là dùng pin hoặc là điện thoại. Xuyên góc ta chiếu một cái góc xuyên là từ 10 đến 20 độ đối với mặt giấy tại vị trí có hình dấu của con dấu ở góc tay phải của mặt trước của phần dấu nổi. Góc ở bên dưới bên bên phải mặt trước của sổ hồng có số hiệu được đóng dấu hoặc in vào những chữ nổi được tạo thành bằng những phương pháp in turbo. Nếu sổ hồng giả, mã số hiệu được tạo ra bằng phương pháp in màu kỹ thuật số nên mã số hiệu thường bị đóng lệch và với cái hình dấu nổi đây. Những cái mã số hiệu này thường đóng nó lệch lệch với cái con dấu màu chính này. Đó, còn sổ hồng thật thì hầu như là nó đóng gần như là ở giữa con dấu. Đó, và nhìn cái nó sẽ cái con dấu nhìn nó sẽ sắc nét hơn và các bạn có thể sờ cái hai ngón tay vào thì nó nhám và nó gồ ghề lên. Nó gồ ghề lên nó tạo những cái đường gân. Đó, đường gân trên cái sổ của mình. Đường gân và đặc biệt là cái mã số hiệu này thì nó nằm ở thì gần như là chính giữa con dấu và nó nhìn rất là cân đối. Còn số hồng giả thì nó sẽ lệch và nhìn cái ô văn thì nó mờ và nó không có được sắc nét. Đó. Thì vị đây là cái đại góc này theo cái sổ thì góc này. Đó. Thì các bạn có thể xem qua hai đây là hai cách, cách thứ nhất và hai cách đơn giản mà ta có thể làm và ứng dụng rất hiệu quả, rất nhanh. Và tiếp đến chúng ta sẽ có cách cách thứ ba là cách kiểm tra các vị trí có thể tẩy xóa
trên sổ đỏ. Thứ nhất là số tờ. À, trên sổ đỏ thì nó hiện số tờ, số thửa. Số tờ, số thửa. À, số mã vạch và sổ quyết định. Ở đây tôi không có để cái sổ gần đây cho nên cũng không, các bạn có thể là mang cái sổ ra và kiểm tra. À, loại đất là đất lâu dài hay là đất thời gian hạn, có thời hạn hay là vô thời hạn. À, hình thức sử dụng đất như thế nào? À, riêng hay là chung, diện tích, bằng số, bằng chữ, ghi rõ bằng chữ. Đối với các sổ mà đang bổ sung cần thiết các kiểm tra phương pháp in ấn của phôi bổ sung in ở office, dấu giáp line trong trang phục lục với số kiểm tra phương pháp đóng dấu các vị trí của trang bổ sung có tải xóa hay là không, chuyển quyền sử dụng đất, diện tích, vân vân. Nếu mà số mã thế chấp có nhiều lần kiểm tra dấu thì chữ ký của văn phòng đăng ký nhà đất thì hoặc là phòng tài nguyên môi trường. Và hiện giờ thì các sổ thì bây giờ không có đổi sổ nữa, mà là khi mà mình mua bán với nhau thì sẽ chuyển nhượng rồi ghi chuyển nhượng phía ở trang thứ ba, thứ tư, rồi sau đó sự xác nhận đóng dấu của chính quyền mình của huyện, của đơn vị thành phố. Cách thứ tư là cách kiểm tra số seri của cuốn sổ. Số seri của cuốn sổ là được in màu đỏ ở bên góc và màu đen trên bản sao. Số seri của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là phải được ghi là gắn liền với số seri của quyền sở hữu các tài sản khác gắn liền với đất nếu làm chung một đơn vị đăng ký. Nếu mà gắn chung một đăng ký thì nó sẽ là chung. Cách phân biệt thứ năm là kiểm tra phôi in sổ đỏ, sổ hồng. Cách kiểm tra này chỉ thích hợp với những cuốn sổ được làm từ phôi giả được in bằng laser. Việc in sổ giả được kẻ gian thực hiện bằng cách scan sổ gốc, sau đó in ra hai mặt rồi tiến hành dán lại. Bởi việc in hai mặt trên cùng một phôi rất khó có thể canh mà đều được. Chính vì vậy, khi dán hai mặt của cuốn sổ với nhau lại thì dễ để lại dấu vết. Để khắc phục việc này thì kẻ gian thường đem hãy cẩn thận với những cuốn sổ mà đang epileptic. Hai cuốn sổ mà ta epileptic làm rất là kỹ, cẩn thận. Một ngày nào đó mà bạn sẽ thấy sự may mắn khi biết được điều này. Đối với những cuốn sổ mà có nhiều trang, cần phải xem kỹ dấu giáp line của các trang ở sổ gốc, sổ bị tẩy xóa hay không. Nếu mà quyền sổ này mà được thế chấp nhiều lần thì bạn cần phải kiểm tra kỹ con dấu mộc, chữ ký của văn phòng công chứng hay như văn phòng tài nguyên môi trường của. Cái thứ sáu là kiểm tra từ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Đó. Để kiểm tra thông tin từ về giấy chứng nhận thì hộ gia đình thì các cá nhân tải nguyên cái yêu cầu của về mẫu 01 và các điều để điền chính xác đầy đủ các thông tin, ghi rõ lý do thông tin thửa đất, người đứng tên trên đất để nhận biết đối với những thông tin dữ liệu địa chính. Ngon quan. Cách thứ bảy là kiểm tra trực tiếp sổ đỏ. Cách kiểm tra này thì thực hiện nhưng tỷ lệ là xác suất không cao. Người mua nên kiểm tra thông tin của tại văn phòng công chứng đất đai. Cách này là mình phải đến văn phòng công chứng đất đai, mình sẽ gửi sổ và nhờ người ta ta có thể là kiểm tra trên mình, trên cái sổ địa chính nó có ghi đúng cái người đứng tên trên cái sổ đó không. Và nếu vậy là thì mình có thể là gửi tiền cà phê, chi phí gì cà phê này kia để cho người ta kiểm tra giùm, thì đó là cái điều nó sẽ chuẩn hơn và tốt hơn. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cách mà phân biệt giữa cái sổ sổ đỏ và sổ hồng.
Đó là cơ bản là 7 cách để phân biệt sổ hồng thật và sổ sổ hồng giả, số thật tháo số thật. Cho nên các bạn khi mà một mua quan tâm hoặc là có ý định mua một bất động sản thì vấn đề là sổ, cái giấy tờ đất là cái mà quan trọng nhất, và các bạn khi đầu tư với số lượng tiền lớn thì các bạn cũng phải quan tâm đến vấn đề phân biệt cách để mà sổ giả sổ thật. Đó là mình nói đây là một trường hợp một miếng đất có thể mua bán cho một hai và khách hàng, thì đó là cái mà chúng ta cần lưu ý và quan tâm đó. Thì trong đó là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ, chúc các bạn có được cái cách ứng dụng để mình có hiệu quả trong vấn đề đầu tư, và chúc các bạn có được những thông tin mới tốt để các bạn đầu tư hiệu quả hơn trong quá trình đầu tư, sẽ tốt hơn trong quá trình đầu tư. Đó, sau đây là những cái chia sẻ của tôi về phân biệt giữa sổ hồng và sổ giả, sổ sổ hồng thật và sổ hồng giả. Đó. Hai cách thông dụng nhất là cách dùng kính lúp để phân biệt sổ, và cách thứ hai là dùng đèn pin. Hai cách này tôi thấy nó rất hiệu quả, và mình có thể là dùng một cách đơn giản và tại chỗ ngay trong khi mà làm việc với đối tác luôn, thì rất là tiện. Rồi xin chúc các bạn, các anh chị đầu tư hiệu quả và có những cái thông phân biệt những cái thông tin tốt, và sắp tới tôi có thể chia sẻ thêm những một số cái thông tin mới trong quá trình bất động sản, những cái tư duy, những cái cách mà mình đầu tư trong bất động sản có sự hiệu quả hơn. Rồi một lần nữa xin cảm ơn các anh chị, các anh chị có thể thông tin chia sẻ những cái kiến thức này, những cái cách phân biệt này giúp cho mọi người, giúp cho những đầu tư cá nhân, những cộng đồng, để mà mình biết hơn, hiểu nó có thông tin đầy đủ hơn trong quá trình đầu tư hiệu quả hơn. Rồi xin cảm ơn, chúc các bạn đầu tư thành công.